mỏi lưng, căng cơ đau vai gáy khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ngủ không sâu giấc. Thả massage Bioer MG280 với chức năng massage nhẹ nhàng bằng áp suất không khí, mô phỏng các động tác tập luyện yoga giúp bạn đẩy lùi căng cơ mệt mỏi. Thiết bị đem lại trải nghiệm tập luyện yoga một cách vô cùng đơn giản và hiệu quả. Cấu tạo thảm massage Bioer MG280 bao gồm 1. Gối đầu 2. Bề mặt thảm 3. Điều khiển 4. Ổ kết nối 5. Tay cầm. Thiết bị có 7 khoang khí được phồng lên theo trình tự, giúp kéo căng cơ, sau đó thư giãn cơ, đem lại sự dẻo dai cho cơ thể và giảm đau mỏi hiệu quả. Để sử dụng thiết bị, kết nối thiết bị với nguồn điện, mặc quần áo thoải mái và nằm ngửa lên thảm massage. Nhấn nút nguồn để bật thảm. Lựa chọn chương trình massage mà bạn muốn, có 4 chương trình. Spin, chương trình xoay, đặc biệt thích hợp cho vùng hông, thắt lưng và vai. Với các động tác xoay nhẹ nhàng, thảm có thể giúp bạn giảm căng cơ ở vùng hông, thắt lưng và vai. Các luồng khí được đẩy lên nhịp nhàng và trình tự, tác động sâu và mạnh đến các cơ. Nhờ mô phỏng các động tác tập yoga, bạn có thể trải nghiệm quá trình tập yoga hiệu quả mà chỉ nằm trên thảm. Recovery, chương trình duỗi căng, giúp bạn thư giãn và nạp năng lượng. Stretch, chương trình hồi phục, các luồng khí nhẹ nhàng hoạt động và kéo giãn dọc theo toàn bộ cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể linh hoạt và cân bằng hơn như sau khi tập yoga. Relax, chương trình thư giãn, giúp thư giãn sâu toàn bộ cơ thể sau ngày làm việc mệt mỏi. Thay đổi cường độ hoạt động, nhẹ, trung bình và mạnh bằng các nút mũi tên trên điều khiển. Chức năng nhiệt, tạo nhiệt ấm ở các luồng khí. Giúp cung cấp nhiệt, làm ấm cơ thể, từ đó tăng tuần hoàn và lưu thông máu. Nhấn nút rung để cài đặt chế độ rung cho thiết bị. Bạn có thể tạm dừng thiết bị bất cứ lúc nào bằng nút tạm dừng. Nhấn nút tạm dừng một lần nữa để tiếp tục sử dụng thiết bị. Các chương trình đều hoạt động kéo dài 15 phút, sau thời gian này thiết bị sẽ tự động ngắt. Sau khi sử dụng xong, nhấn nút nguồn để tắt thiết bị, rút vít cắm và gấp thảm lại. Bioer, thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.